Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, một trong những từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày gần đây phải kể đến cụm từ TikToker ngồi xe lăn bởi những xôn xao xoay quanh câu chuyện nam thanh niên này đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể trong bài viết, nam thanh niên đã tố quán phở có tiếng ở phố Nam Ngư có hành vi đuổi anh khỏi quán vì anh ngồi xe lăn. Rất nhanh chóng, bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác với hàng ngàn ý kiến trái chiều. Trước làn sóng phản ứng gay gắt, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang vào cuộc xác minh thông tin trên. Bạn gái của thanh niên trong sự việc trên cũng đã lên tiếng đính chính sự việc. Liên quan vụ nam thanh niên đăng tải lên mạng xã hội về việc bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn ở Hà Nội chiều ngày 15 tháng 1, bạn gái của nam thanh niên nhắc đến tên là Ly và cũng chính là người đi cùng với anh tại thời điểm xảy ra sự việc đã lên tiếng đính chính sự việc. Ly khẳng định cô là người đi cùng anh VML vào ngày xảy ra sự việc. Cô nói Trước khi đưa sự việc lên mạng xã hội, chúng tôi đều ý thức được rằng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến thông tin đăng tải, nên chắc chắn không có việc chúng tôi phát ngôn linh tinh. Cô gái đồng thời cho hay sau khi sự việc được lan truyền, cô cùng bạn trai nhận được nhiều luồng thông tin trái chiều. Do vậy, Ly mong muốn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sớm có kết quả xác minh sự việc, đồng thời sẵn sàng kiểm tra camera để đối chứng. Ly nói, chúng tôi sẽ làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Khi được hỏi về việc có hay không việc chủ quán nói, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Ly không đưa ra lời khẳng định, mà cho hai cô và bạn trai sẽ sớm có câu trả lời tường tận về sự việc trên trang mạng xã hội của họ. Trước đó, sự việc liên quan một nam thanh niên đi ăn tại quán phở ở Hà Nội nhưng bị đuổi vì. Ngồi xe lăn lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Theo nội dung bài đăng trên Facebook, tài khoản VML với gần 150.000 lượt theo dõi cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội do bị liệt bẩm sinh, anh L phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, L cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường. Chỗ ngồi bé, L hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà đứng phát dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh L vẫn ngồi đây, bà chủ tiếp lời, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh VML cho biết, bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt. Anh nói mình đã quen với cảm giác này rồi, nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi. Dưới bài đăng, L kể thêm việc sau đó đi uống cà phê, anh vô tình gặp những vị khách nước ngoài lần đầu đến du lịch tại Hà Nội và nhận được một món quà kỷ niệm kèm lời động viên từ họ. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, hơn 47.000 lượt yêu thích, hơn 20.000 bình luận và chia sẻ. Trong khi đó, chủ quán phở gà trên phố Nam Ngư, xuất hiện trên clip TikTok của VML, khẳng định bà không dùng câu từ như mạng xã hội chia sẻ để nói với khách hàng. Theo chủ quán, vài ngày trước, L cùng bạn gái đến quán ăn phở. Do lối vào quán nhỏ, chưa đầy 1 mét và trời có mưa, chủ quán cho hay đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang tận nơi. Nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán, chúng tôi tiếp đón bình thường, đại diện quán cho biết. L và bạn gái ngồi bàn đầu tiên phía sau lưng chủ quán, cạnh khu vực cân thịt gà. Lúc này, người làm bếp có nhắc nhở lờ lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn bán hàng. Bạn ấy sau đó tươi cười, ăn uống bình thường, nhưng rồi đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng. Người này nói và khẳng định không hề đuổi khách, thậm chí bà còn chưa từng nghĩ đến từ ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Sau khi nhà hàng trích xuất camera cho thấy, không gian quán phở này có chiều ngang khá hẹp, lượng thực khách đông. Khi lờ đến, các nhân viên ở quán đã nhanh chóng thu dọn đồ để xe lăn của nam tiktoker này có thể di chuyển vào bàn ăn ngay phía sau chủ quán chủ quán giải bày thêm ban đầu xe lăn đến thì cho đằng sau lưng tôi tôi mới nói giờ chật thế này làm sao bán được hàng em sang ngồi bên kia uống một cốc nước có phải thoải mái hơn không chỗ bán hẹp như này cả cái xe anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm sao tôi bán được mọi chuyện sau đó vẫn bình thường vui vẻ chú ấy ăn rồi vẫn tươi cười đi ra mà trước vẫn bán cho chú ấy hay ăn tối, không có gì hết. Bao giờ chú ấy cũng ngồi đầu bàn này, con dâu tôi bán. Hiện tại, nam TikToker đã khóa chức năng bình luận trên bài đăng gây tranh cãi của mình. Bài đăng nhận được gần 60.000 lượt tương tác, hơn 7,5.000 lượt chia sẻ và hơn 53.000 bình luận. Giữa ồn nào xoay quanh câu chuyện thái độ ứng xử của quán phở nổi tiếng trên phố Nam Ngư, nam TikToker VML cho biết không chỉ riêng nhà hàng này mà anh cũng đã từng có nhiều trải nghiệm tồi tệ. Nhưng sự việc gần đây liên quan tới hai quán phở khiến anh cảm thấy quá tải, anh cũng cho hay bản thân sẵn sàng cam đoan trước pháp luật với những trải nghiệm tiêu cực là đúng sự thật. Trước cơn sóng dữ dội dậy lên từ phía cư dân mạng, nam TikToker lên tiếng khẳng định, mình cam đoan trước mọi người và trước pháp luật là những trải nghiệm mình gặp phải là tồi tệ như thế, nếu làm đến cùng thì mình vẫn làm vì hơn ai hết mình là người có tiếng nói về cộng đồng của mình, mình muốn đứng lên. Đôi khi ở đâu đó còn có những quyền lợi của người khuyết tật những người không có khả năng trong xã hội bị chèn ép mình thấy dưới bài viết của mình có rất nhiều bạn khiếm khuyết cũng chia sẻ về việc bị kỳ thị bị thế này thế kia mình nhớ không nhầm có một bạn bị khiếm khuyết một chút bạn ấy đến quán cắt tóc nữ nhưng quán đó không nhận cắt cho dù bạn trả tiền hơn mức bình thường khi bạn sang quán cắt tóc nam lại được cắt miễn phí mình nghĩ đâu đó có những kỳ thị người khuyết tật như mình nên mình muốn chia sẻ nỗi niềm của mình thôi mình không muốn hại bất kỳ ai Nam TikToker VML cho rằng có thể những ngôn từ anh truyền tải lên mạng xã hội chưa được khéo léo, đó là thiếu sót của riêng anh. Trong thời gian tới anh sẽ chủ động cải thiện, trau dồi nhiều hơn cả về kiến thức, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. Có thể thấy, một sự việc rất nhỏ nhưng tác động không hề nhỏ tới hình ảnh thủ đô, tới con người Hà Nội văn minh, thanh lịch, tới mức thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phải phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, kiểm tra, xử lý trên thực tế hiện tượng bún mắng cháo chửi vẫn tồn tại đâu đó trong ngóc ngách của cuộc sống cùng với đó là thói quen câu view câu like hay thậm chí có những người tự cho mình có quyền ảo tưởng sức mạnh thỏa sức bóc phốt đăng tải tố cáo sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh mạng xã hội cũng như nhận thức của giới trẻ chính vì vậy những trường hợp sai phạm sẽ phải đối diện với những hình phạt thích đáng quay trở lại với sự việc trên liệu ai là người đúng người sai chúng tôi sẽ cập nhật khi có kết quả xác minh mới nhất của cơ quan chức năng còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại